Ngày 14 tháng 6, Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú, đến dự của đồng chí Lê Bá Thảo, Phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Châu Đốc. Tại buổi lễ, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa đã công bố và trao quyết định của Thành ủy Châu Đốc kết nạp vào đảng cho 6 quần chúng ưu tú. Đây là những học sinh ưu tú trong quá trình học tập rèn luyện. Các em là con ngoan trò giỏi có đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đạt được nhiều thành tích trong học tập cũng như trong các phong trào thi đua. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục phấn đấu xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, việc kết nạp đảng cho các em học sinh ưu tú của Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa là một chủ trương lớn, giúp cho các em học sinh có thêm động lực phấn đấu rèn luyện bản thân, trau dồi lý tưởng, hoài bão của tuổi trẻ. Đây không chỉ là vinh dự to lớn của các đảng viên mới được kết nạp, mà còn là sự kiện chính trị nổi bật, đánh dấu thành tựu đáng tự hào của Đảng ủy trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa trong công tác xây dựng đảng hiện nay.